Xin chào anh em yêu mến cây mai vàng. Hôm nay vườn của mình giao lưu với anh em một cây bonsai lùng lực, gốc đế đẹp, dòng đế bàn để anh em tham khảo. Thì hiện tại cây nó đang nằm trong chậu hình chữ nhật nha anh em. Chiều ngang của hình chữ nhật là một gang tay nè, là khoảng 35 cm. Còn chiều dọc của nó là khoảng hơn 20 cm. Mình cung cấp thông số cho anh em luôn ha. Từ cái chiều cao của chậu là 10 cm, từ viền chậu mà lên tới ngọn là 60 cm nha anh em. Đó. Rồi cái quay xung quanh cho anh em xem cây nè, lùng lực nha anh em. Hiện tại thì cây đang làm búp rất là khỏe. Rồi bây giờ mình quay vô trong cho anh em xem ha. Đây là cái mặt lưng của nó, da sù nha anh em. Nó da sù. Đây là cái mặt chính của nó nè, mặt dương, mặt chân của nó nè. Đây anh em, đây gốc khoái ha. Mình đo nguyệt mục bằng một cái u bàn tay của mình nha anh em. 20 là cái củ này không á, cái củ này không khoảng 30 cm nha anh em. Nó xây cho anh em ngắm cái củ nè. Đấy, củ quái này không cũng 30 cm, 30-35 gì đó, hết cái cầm tay của mình. Xây một vòng cho anh em xem ha. Nổi dãy xù lên rất đẹp nha anh em. Đó. Đây. Đồ, chân của nó ha. Rồi. Anh quay lên trên anh em ha. Cái này thì ghép lắc rất là lâu rồi. Nó mới ghép hầu như là liền lạc không thấy rồi. Ghép này hơn 3 năm rồi anh em. Thuần cây. Anh uống ở trên đây là thuần cây rồi ha. Lùng lực nha anh em. Đây, còn cái này mới ghép thêm. Này mới ghép thêm này cũng đã đủ phong đọt rồi ha. Giống bông cúc, bông này thì cúc lai Bình Định nha anh em. Đây, đây nhánh đều đẹp nha anh em. Qua bên này cho anh em xem tay nè. Đây, đây nhánh là già cộm hết nha anh em. Đây là làm búp rồi nè, nhìn thấy không? Đó, cây đã bắt đầu làm búp hết rồi. Rồi. Đó. Chiều cao của cây từ chậu lên là 60 cm nha anh em. Còn cái khổ ngang của chậu này á, khổ ngang của tàn thì khoảng 40, khổ dọc 45. Đây, đây là nguyên toàn bộ cái form cây hết ha. Đó, bên trong này cho anh em xem luôn ha. Cái này lùng lực nha anh em. Lùng lực form cây đĩa bàn rất là đẹp. Cái này mình bán nhanh với anh em luôn là cây này mình chốt giá với anh em là 2 triệu nha anh em. Cây này 2 triệu, giá chưa bao gồm tiền ship nha anh em. Anh em nào thích cây này thì liên hệ với mình ha. Lùng lực vô form. Đấy. Anh em ngắm cây lại lần nữa ha. Đây là cái bộ vàng lá của nó nha anh em. Rất là tốt. Bông này mình bông ghép bông cúc lai nha anh em. Cây đã đầu làm nụ hết rồi. Đế là quái đẹp. Đó, nổi gân, nổi xù lên hết này anh em. Cây rất đẹp nha anh em. Đây. Uống tay đều là nhuyễn hết rồi. Lùng lực form cây đầy đủ để anh em chơi ha. Rồi, anh em nào thích thì mình sớm cái này nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào anh em.